Thêm 30 nữa đó. Ý là Ni với Mai chờ bắt đầu cái đầu tiên đó. Cho mình mà ít bông vậy trời. Thậm chí cũng quay kiểu như mà hậu trường á, mà cũng còn căng thẳng hơn là quay mấy chim. Có chứ. Chị chơi chị nhắn chị quay nữa. Mấy đứa này không chỉ khách đi chứ, tại vì họ không thấy đường mố. Sao quay máy không được, nhưng mình đừng biểu ta đọc một cái chi lên là được. Hay là biểu ta nói cái gì xin chào đồ này kia là tại vì có người Việt coi đâu em. Người Việt mình hầu như không có vài người. Kênh YouTube đó là nước ngoài họ quản lý đó.
Thì mình phải đấu chấp á, mấy cái này là đấu chấp thôi chứ đâu có đăng lên trên cộng đồng đâu. Nên là vừa rồi là chị nói thì giải thích nó vui lắm, nên đâu có đăng lên đâu. Tiếng Anh này nó lạ lắm. Rồi là xem nha. Cho cái bông nước muối mà khô khô xíu. Rất quá thì là nó trơn mà khô quá thì nó không có ra, không có sạch. Lấy về quê với chồng á, về quê mấy ngày, 3 ngày. Vui, mấy đứa với chồng vui ghê. Chị đó lại làm hết năm nữa nghỉ. Theo suy đoán. Ấy là đến lúc rồi. Là bão tố. Năm sau là kinh tế là còn tan. Là em đi về quê hả Iran? Em đi lần này cũng mà chạy đâu. À. Về quê chứ. Okay.
Trang là đang làm để tăng với nó luôn rồi. Nó ngon đó, thấy phải thiệt là nhưng không có siêu phẩm gì, nói chung bữa qua không được, có mấy mụn ok qua được đúng không ta, nói chung không tệ.